Bây giờ từ kiến thức này này, chúng ta có kiến thức số 2. Một công ty mạnh là một công ty như sau. Tôi đã nhìn giờ rất phải chị yên tâm. Nếu các bạn không làm được điều này thì công ty các bạn mãi mãi chỉ là lát nhặt, và trước sau nó cũng hạn vào bạn. Vấn đề là mày lúc nào chết thì sẽ còn kiểu gì chết. Nếu không bịt được các lỗ giò, vậy thì ở trong môi trường này kể cả cái chị quét bồn cầu cũng phải hiểu được. Vì anh phải tham gia vào cuộc chơi. Mà ban lãnh đạo thì vô cùng có lợi cho buổi giảng này. Vì khi mà tôi tung là ban lãnh đạo tung lại ra thì anh em người ta hiểu rồi. Đằng này người ta chống đối vì người ta không hiểu, chứ chưa hẳn thì người ta chống đối. Một, linh hồn của Vietnam Airlines là khách hàng. Còn khách, còn tất. Hệ số 10. Bản chất của thắng lợi trong một năm là khách hàng tăng và khách quay lại. Trong đó đặc biệt là chỉ số khách quay lại. Thủ ngoại là lãnh đạo không làm được, nhân viên không làm được luôn. Đạo đức là chỗ này này. Muốn cho nó thỏa mãn, muốn nó quay lại thì chúng ta bao nhiêu kiến thức phải học của chúng mình. Nhưng mà linh hồn là bạn luôn luôn phải nắm được khe hở khách hàng. Tí nữa Vietnam Airlines tạo ra văn hóa 2-3 cùng tạo ra sản phẩm dịch vụ để đút vào khe hở khách hàng. Đó là bản chất của kinh doanh. Kinh doanh là tạo ra sản phẩm đút vào khe hở của khách. Ở đây ai loại cao thủ nhất hội trường này đọc cho tôi. Khách đi máy bay, các bạn ạ, nó cần cái gì? Riêng bộ phận các anh chị là bộ phận hậu cần. Các anh chị phải làm cái gì? Các anh chị mang tất cả những người giá trị nhất tập đoàn này ra đây, kể cả mấy thằng Tây tư vấn, tôi đọc cho các bạn. Không biết người ta cần cái gì, nhưng mới là tàu nào. Bố mày cần nhanh. Bố mày cần mày tính cảm thấy. Bố mày cần nhanh. Bố mày cần mày đừng có họ hứa. Đứa thì họ hứa, đứa thì họ điêu, đứa thì họ đều. Có mấy thằng họ Nguyễn đâu. Chị Mai tên là gì hả chị? Trần gì? Trần Thị Mai. Trần gì? Trần Thị Mai. Trần Hạnh Mai. Đổi mẹ thành điêu Hạnh Mai đi. Mày nhìn cái mặt là thấy. Tại sao tôi thấy chị làm nhiều thế thì quý lãnh đạo với cả anh em thông cảm. Vì con vợ tôi nó cũng tên là Mai. Tôi nghe cái tên là lông tay như cái rừng đi. Mày toàn nịnh vợ lẫn nhau xong mở cái mèo ra khen lợi nhau. Mấy cái chị ở trong môi trường này, cái dân năm mai còn chạm tôi nhìn tôi biết. Cái chị bàn số 3 ngồi ở ngoài vào số 4 chẳng hạn, nhìn tôi cứ như sinh vật lạ. Mày sợ thật đi. Bỏ ngay cái bộ mặt này đi. Vì khách nó cần gì? Nó cần tao tin mày. Nó có tin mày đâu. Không tin được. Khách nó cần gì? Nó cần ấy, tao nhìn cái mặt mày tao thích. Tin là não mà thích là tin. Tao cần mày nhanh. Tao cần mày linh hoạt. Đủ mà tao đổi cơ nào cũng được. Tao cần mày đúng cam kết. Cuối cùng bố mày mới cần giá con à. Nó vẫn không hiểu. Cho nên là cả một tập đoàn thì mẹ cứ ngồi. Là vì tin vào đám đông. Tôi xin lỗi các anh chị, đám đông thường đại diện cho đạo, cho cái sai. Vì đám đông bản chất là đám dân túy. Mà kinh doanh là người ta cần thật tinh hoa. Wow. Ngồi đi mà tình thương. Tí nữa ra bắt đầu bình luận thôi. Tôi không nghe. Vì anh mà bình luận dưới góc nhìn của kẻ tình. Dân túy là không có đáng, không có quyền đụng cái tên được. Mày là cái nào nó ra cái đó. Em 30 năm làm trong ngành này. Tôi sẽ chọn các bạn đa số. Mày đừng làm năm nào như cái thằng mẹ nhóc con đang to lùng này. Để tao huấn luyện cho thì mày sẽ làm tốt. Mày càng 30 năm mày càng chết. Người ta gọi là đường cong kinh nghiệm. Những kinh nghiệm ấy chỉ đúng ở thời kỳ 1995. Mà bối cảnh bây giờ là 2020. Mày càng mà cái kinh nghiệm ra mày càng phá hoại cái công ty này. Các bạn à, mày tao chết đợt mày là mày còn mang 30 năm kinh nghiệm ra để dọa cả. Vứt mày. Những cái tối
hiểu như vậy, phải hiểu cái gì ạ? Cái cộng cớ. Cho nên là những thằng to cao đẹp trai nó nhìn tôi thì rất là thương lại, thì nó to mà nó cao. Mày biết to cao là nhóm mấy? Hả? Nhóm 4. Cái thằng nó thông minh là bao giờ nó cũng dị tướng, mà dị tướng thì mới là nhóm 2, cái là thông minh, hiểu không? Biết thân, biết phận, biết nhìn đời, biết khi nào là phải xuống được cũng luôn. Bây giờ đòi chết mẹ thì xin ý kiến chị Mai. Còn có hai thằng được, một thằng tên là thằng Dương, một thằng tên là thằng đẹp trai, hết mẹ đã đâu, em lấy thằng nào? Lấy thằng nào, vì em là nữ em có quyền tối thượng. Hai thằng có cùng như nhau, yêu em bằng nhau, nào lấy thằng nào? Nó bảo nó lấy thằng thầy. Thì mẹ tôi dạy 40 năm chưa có con danh nào dám gọi thầy một thằng. Mẹ tao bảo tất cả dịch vụ của các chị tí nó tạo ra văn hóa. Văn hóa cái mã cũ của mình, văn hóa liên tục phải tạo ra dịch vụ để đút vào khe hở khách hàng. Đấy là văn hóa. Tí nữa tôi sẽ định nghĩa đa mặt. Ngày mai là học cái khác, dứt khoát không học cái này nữa. Nắm thật đấy, không nắm được thì mẹ là tao xuống chỗ gửi xe, tao là sếp, tao hỏi mày câu văn hóa là gì, mày làm cái đâu, mẹ không được, tao đuổi mày. Thế nó mới ra vấn đề chứ, mới xứng đáng lĩnh đồng tiền chứ. Cái gì ạ? Bản chất của kinh doanh là liên tục thay đổi sản phẩm để hầu hạ cái sự liên tục thay đổi khe hở khách hàng. Trình độ cuối cùng của một tập đoàn là trình độ iPhone 4, iPhone 5, iPhone 10, iPhone 11. Vì khe hở nó thay đổi mà sản phẩm tụi bay không thay đổi kịp. Một sản phẩm được thay đổi nếu một là phần thiết kế và hai là phần quy trình. Sản phẩm có thiết kế ngon và quy trình ngon được gọi là sản phẩm ngon. Để đút vào khe hở ra nắm được. Thiết kế được hiểu là bao bì. Thiết kế được hiểu là công năng của nó. Quy trình được hiểu là độ bền của nó. Và quy trình được hiểu là độ an toàn của nó. Thế mày mồm cứ lẹo lẹo, mẹ sản phẩm của em tốt. Thế nào là tốt? Mẹ là cái thằng lãnh đạo mà định nghĩa là tôi chết đi. Chồng em giỏi lắm, thế nào là thằng giỏi? Ông mẹ lưu bị ngu như chó, nắm cản thế nào? Triệu Tử Long đánh cản An Quân nhẹ như lông hồng. Thế theo các bạn, Lưu Bị giỏi hay là Triệu Tử Long giỏi? Mẹ khái niệm giỏi còn không nắm được mà cứ lưu ra là xem em giỏi lắm. Bệnh tụi bạn ấy. Như thế nào là tốt? Mà cứ lưu ra trên web là sản phẩm em tốt. Lắm. Bản chất của kinh doanh hàng không nếu xét theo dịch vụ thiết kế là cái công năng của nó. Mẹ nó gặp khách cúi xuống, cúi nữa và cúi đến cung bậc cuối cùng là vuông góc mặt đất. Vì trong kinh doanh thì đấy là một cái nhu cầu của khách, một khe hở. Cúi càng sâu thì khả năng móc túi thằng khác càng cao. Mẹ, cái giật bao cấp gặp khách cúi xuống, vấn đề cuối cùng mày xuống thì là được. Có khách mẹ thì đâu mà cứ tạo cái dáng khách khác, đầu thì bóng mượt, ruồi đầu té, còn lệ toàn của anh thì mẹ cái thằng giỏi không có giải đoán mặc thì nhá, nó giả ngu xuống. Cái thằng giỏi nó mặc như tôi. Nào. Chỉ được cái giả mẹ nhất từ dân Hà Nội, chỉ được cái vỏ. Cười cái xe 5 tỷ đi cưa gái, mẹ gái hỡi mừng. Tôi xin cảnh cáo với gái, mẹ trong cái xe đó của nó chỉ có cái gạt nước nhé. Và toàn tiền nợ đấy con. Tôi phải giảm lại nhé. Cho nên công ty các bạn liên tục phải đổi dịch vụ. Mẹ nó đúng chuẩn cho ông mẹ. Cái con mà tiếp viên ấy chỉ 19 đến 25 trước khi nói mọi nghề thì nó mới cung ứng được cái độ thích của khách. Vì nữ nó xuống máu đó. Trừ những em nào cực kỳ xuất sắc mới được 30 thôi. Còn đã 31 lên tầng 2. Lên 45, 50 lên sân thượng. Mẹ là mẹ tiếp viên mẹ đi. Ăn mặc như áo tế của người ta ở đây. Mẹ tôi ngồi tôi
đi cho thấy nó ở đây. Khỏe cái gì mà đòi hạnh diện hàng không quốc gia Việt Nam lắm lắm. Bây giờ tôi ứng rồi mà cái chị khó tính thì tôi hỏi chị, chị ngồi lâu mấy là hợp lý? Chị ngồi thì chẳng đợi thế, theo chị thì ứng chuẩn để chị nên ngồi lâu mấy là hợp lý. Lầu 2 Lạc là một người rất lạc quan. Ôi mẹ cứ tình thương mấy mẹ là gương mẫu đúng thị trường đấy, các cháu các em ở trong hội trường ấy. Chỉ có tất cả thế sao nhìn tôi như ngõ thì sống. Mẹ đấy là thái độ với kẻ đây con thằng thầy là bạn à. Bỏ cái ánh mắt ấy, nhìn xỉu lại cái xe này. Mẹ này mới cứ quá có cần. Nếu đúng chuẩn thế giới như chị, tôi nói chị đừng buồn. Ngoài đời là ngoài đời, kinh doanh là kinh doanh, thì mẹ đừng có mạng tự ái nữa đấy. Chị ta phải xếp xuống tầng học. Mẹ tôi đang làm, chứ không phải tôi nói đâu. Các bạn mà cái cỡ này mà sang công ty tư nhân nó quất cho hai, quất chỉ hai ngày là cho mình. Nói xong đến tự ái. Tự ái là biểu hiện cao nhất của bản lĩnh thật. Tự ái là thượng thừa, mà tự trọng thì bằng không. Người ta cần tự trọng chứ người ta không cần tự ái. Đấy là văn hóa. Ngồi đi mà xù mặt mày sợ là ai sợ. Mày mặt mày xù ai trong chồng mày chứ. Mày là thiên hạ đem đập chết. Thế bây giờ giả sử Vietjet Air nó cũng làm được điều này. Thực tế anh chị chưa làm được đâu, anh chị chưa tìm được khe của khách. Ngày xưa nó cần ăn đỏ, bây giờ nó cần ăn ngon. Bây giờ bố mày không cần ăn ngon, đồ áo mày bố mày cần ăn của đậu. Cho nên là cái chị à, khe hở khách hàng nó thay thành sạch. Mà sản phẩm vẫn như cũ mà vẫn cứ tự hào. Tôi không hề hạ giá cái chị. Nhưng tôi muốn khuyên cáo điều đó. Các chị còn nợ tôi một cái bài tìm khe hở và giữ khách. Các bạn còn nợ tôi một cái cách, một cái bài giảng thiết kế sản phẩm liên tục thay đổi. Các chị không làm, các chị bây giờ giả sử hai hãng bằng nhau mà khách thì nó hữu hạn, vậy nó đi hãng nào? Thì lúc này nó liên quan tới mặt trận thứ ba, đó là hạ tầng. Hạ tầng tức là sức cạnh tranh. Nếu các bạn tạo ra một sản phẩm mà không đút được vào khe hở thì các bạn không đủ tư cách nói chữ cạnh tranh. Mẹ cái loại mày ai cho mày cạnh tranh, thằng nhóc con cạnh tranh trâu. Nhưng sản phẩm các bạn đút được vào khe hở rồi mà nó cũng đút được mà lượng khách chỉ có thế thôi thì bây giờ nó lại thuộc vào cái số ba. Như vậy bản chất của kinh doanh của bạn hiểu thôi: một, tìm khe hở; hai, tạo sản phẩm dịch vụ đút vào khe hở; ba, mẹ đá văng mày ra, mẹ mày chỉ có bố mày vào được khe hở thôi. Chứ đâu có phải kinh doanh là cạnh tranh. Mày không đủ tư cách nói chứ cạnh tranh nhé. Các bạn mời bao nhiêu thằng thầy, bao nhiêu chuyên gia rồi. Các bạn không được nghe bài giảng thế này đâu. Vì tôi lấy kiến thức ở đâu như thế nào, tôi tự tin vào điều đó. Chứ nên cố học, đừng có tính thứ thôi. Hạ tầng 1, 2, 3. Mẹ khi bố mày hạ được mày bán cái này thì chỉ có bố mày đút được sản phẩm vào khe thôi. Còn cỡ như mày biết đấy. Còn cái loại mà sản phẩm không đút vào khe thì đừng cạnh tranh với anh. Chứ bản chất ông dốt thì cũng đừng hỏng. Vì mẹ dốt xong đổ bẫy, ai cho mày cạnh tranh. Cái loại mày, cái sản phẩm mà cho chó nó xài cũng chưa xong 200.000 tỷ bất động sản thất bại. Xây nhà thì mẹ là sản phẩm, lấy mẹ nhà của Ý xong xây bán ở Việt Nam. Mẹ mày Việt Nam nó cần cái kho, nó cần an toàn chứ nó cần cái đẹp. Mà cụ mày Việt Nam nó cần cái nhà sĩ chứ nó không cần cái nhà khách. Bày đặt em là nhà doanh nghiệp, toàn là cái đám lều doanh nghiệp, làm sao đạt được nhà. Mẹ nhiều hãng hàng không tôi thấy thằng tàu chỉ là tròi doanh nghiệp, làm sao đạt được nhà mà gào vớ vẩn. Một, nguồn lực chủ yếu.
sẽ giết từ hãng khác, một người, hai công nghệ và ba nguyên liệu. Các bạn, tôi không đủ thời gian, tôi lược cho các chị, sau đó tôi bung sợi văn hóa các chị hiểu này. Cho nên người phải đuổi liên tục, người ta tuyển dụng theo ngày và người ta đuổi theo ngày, tuyển trên online và đuổi trên hợp đồng. Mà của người ta là nhân sắc, là dòng nước chảy, nước nó chảy cái suối trong veo thế này. Còn bao cấp nhân sự là chiếc ao tù. Mẹ nhìn trên biển các chị ạ, mẹ chân toàn rêu là rêu, mỗi 40 năm xong cao đi vơ ba luôn. Thất bại là ở đó. Công nghệ thì máy tính thì mẹ ấn một phát 5 phút màn hình chứa lên toàn cái chung hai. Tôi đi lấy vé của cái gì tôi không biết à. Ấn mãi cái. Điều thứ hai, hoạt động chủ yếu. Mày bán phở, tao không bán phở. Nhưng tao là phở gia truyền, bố mày làm phở từ cái thời mày chưa đẻ con ạ. Đó là hoạt động dịch vụ. Chứ đừng có lý thuyết dịch vụ, đó là hoạt động marketing. Bố mày thành thợ rồi con ạ. Đó là văn hóa công ty. Mày chết mày hoài, nó đây này. Nguồn lực bố mày bằng mày, sản phẩm đút vào khe giống mày, nhưng văn hóa bố mày on hơn thì ta giết mày như con ngoé. Vì tất cả chúng ta cùng một hướng. À, còn chúng mày thua hơn người con à. Sức mạnh, chủ lực nó nằm ở chỗ này. Hoạt động chủ yếu. Sau đó là đối tác chủ yếu. Đối tác chủ yếu đó là anh công an. Mày cùng làm luật, mày chơi nó pha mày phát triển. Đó là anh nhà báo. Mày láo chỉ một bài thôi, cái đàn này là sao? Đừng có đùa. Là những người liên quan tới chính quyền, liên quan tới người nổi tiếng. Mẹ tôi ngồi tôi gáy ở trên mây một liên tục. Tôi lấy một ví dụ, Việt Nam Mai Đài đã quá thành công trong hoàng nhân sự. Vì đó là bản báo cáo các chị được bố cáo rồi, tôi đâu vi phạm được lắm đâu. Ngày mai cổ phiếu Việt Nam Mai Đài mà không tặng cho được mẹ đầu tôi chết đi. Các chị không hiểu cái tài sản, cảm nhận tài sản ấy, thương hiệu nó quan trọng thế này. Nhưng nếu tôi ghét các chị, trong bài phát biểu của tôi lấy một ví dụ. Mà cái đó là các anh chị nêu trong báo Hà Nội, trong báo cáo vẫn là cuối năm. Chứ tôi đâu có bị hả? Tôi trích dẫn đâu. Nhưng thằng khác nói thì không sao, chứ tôi nói là các anh chị tội. Ngày mai cổ phiếu mà có mẹ chứ. Cho nên ở đây buộc phải luộc các đối tác thật chặt cho công ty mình. Trong tất cả những việc phải làm, các anh chị nợ tôi chỗ này, nợ tôi chỗ này, nợ cả một cụ chỗ này. Hôm nay chúng ta giải quyết trong một cái đại hội là phần này phần lễ, sau đó là buổi tối là phần hội, thì phần lễ chúng ta giải quyết một vấn đề còn văn hóa công ty, chứ không phải có văn hóa là công ty bật lên. Nhưng chắc chắn không bật lên được nếu không có văn hóa, vì nó là các thành tố để góp phần đẩy mẽ thằng khác ra. Chỉ có sản phẩm Việt Nam Airlines vào được với khách thôi, cái gì ạ? Khi mà ba cái này là tốt thì bùm mặt nó ra mặt trận thứ tư, đó là tài chính. Và kết quả là chắc chắn các chị có doanh thu. Mà khi sản phẩm nó nhiều thì chắc chắn các bạn giảm được chi phí, giảm chi phí. Và kết quả tỷ suất lợi nhuận các chị tăng. Mọi cách tăng nằm ở ba thành phần bạc, 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 bạc. Đây là chỉ tiêu tăng trưởng. Còn ba cái này là chỉ tiêu nền tảng. Và sau một năm, một công ty lưng lẫy là một công ty mà nền tảng tăng, mà lợi nhuận giảm, đó là một công ty cực kỳ đáng sợ. Một công ty mà lợi nhuận tăng bù mà nền tảng không thay đổi, đó là công ty ngắn hạn. Trước sau mày cũng chết, chỉ vấn đề còn lại là thời điểm chết mà thôi con. Cho nên tất cả lũ đại gia chết sạch, vì bản chất nó không phải đại gia. Đại gia là một công ty mà bốn mặt đẹp như mơ, thể điểm cân bằng. Đằng này nó lại hiểu là đại gia là thằng nhiều tiền, mà thằng nhiều lãi, đồ má mày càng lãi nhiều thì công ty mày càng sập. Đó là dạng công ty ngắn hạn. Wow, cố mà hiểu. Thế mà tổng công ty thì hội đồng quản trị họ
mặt đầy nghiêm trọng. Xong đến bạn giám đốc họ mặt đầy nghiêm trọng, xong bước ra thì mẹ hỏi vòng một mặt đầy nghiêm trọng, tôi không hiểu nó bàn cái gì ở trong cái này, không giải quyết được bốn cái này đời mà chỉ có mặt, trong đó có văn hóa. Thế mà bước ra cái anh em người ta rất thân tình, người ta bảo họ cũng có hiểu một mặt đầy nghiêm trọng, tế nhị, tế nhị. Anh em có chửi tế nhị cái mặt cổ mày, mấy bạch là tối thượng trong bản gì, mày là xe bài cho không hiểu cái gì cả, không học không hành gì cả. Vậy thì công ty các bạn cũng y như vậy, đừng có gào đấy, tí ra lại vỗ ngược đồng đội, xong bình luận mẹ toán mang cái lăng kính sẽ dạy. Đó là hai kiến thức này, muốn mạnh muốn sống thì hãy tạo ra văn hóa công ty trong thành tố cạnh tranh. Cạnh tranh là chỗ này, hầu khách là chỗ này, và đây là linh hồn của kinh doanh tạo sản phẩm và khách. Trường Doanh Nhân PR.